người Phi Luật Tân viếng mộ người thân nhân ngày lễ các thánh tên từ Manila Phi Luật Tân. Hàng ngàn người Phi Luật Tân đã lũ lượt kéo đến các nghĩa trang thăm viếng mộ người thân trong ngày lễ các thánh. Trước mộ người thân, họ cắm hoa, thắp đèn tưởng niệm người quá cố. Ở Manila, tại nghĩa trang North Cemetery, rộng 54 mẫu Tây, chính quyền ước tính trên 100.000 người đã đến nghĩa trang trong ngày thứ Bảy và trong thời gian 2 ngày cuối tuần sẽ có ít nhất là 2 triệu người đến nghĩa trang này. Các nghĩa trang Phi Luật Tân đang ở trong không khí như một ngày lễ hội. Những người buôn bán bày hàng bên lề để bán hoa quả, quà đèn cho người đi viếng mộ. Các gia đình cầu nguyện bên bia mộ, nhiều gia đình mang theo thực phẩm, tin tưởng đang cùng ăn bữa ăn với người thân dưới mộ. Bà Teresa Sita Pagador đang viếng thăm người anh nói rằng đây là thời gian đoàn tụ gia đình, người sống cũng như người chết, đây là thời gian anh bà sống lại trong ký ức. Bà Erlina Miranda nói rằng khi phụ thân bà biết các con, các cháu đến viếng thăm, bà tin rằng linh hồn của phụ thân bà rất vui. Lễ các thánh ngày 1 tháng 11 là thời gian quan trọng của người theo Thiên Chúa Giáo nhằm tôn vinh các thánh hưởng phước trên thiên đàng. Ngày lễ này tại nhiều nước là ngày nghỉ trên toàn quốc. Sau lễ các thánh là lễ các đẳng. Giáo hội Công giáo và Anh giáo tin có sự hiệp thông giữa người sống ở trần thế và người đang sống ở thiên đàng hay bị trừng phạt ở địa ngục. Người sống cần cầu nguyện để Chúa Trời xá tội cho người ở địa ngục. Số người đến các nghĩa trang quá đông, cảnh sát Manila đã bố trí trên 50.000 người để bảo vệ an ninh.